Vậy là anh tìm người bầu bạn, tìm bạn Quý Phương là tìm một người đàn ông đúng không? Là độ tuổi khoảng bao nhiêu anh? Có Anthony gì đó. Cả Anthony đó. Anthony anh có coi cái clip này. Anh nhớ tiền đến đây anh Anthony. Chăm sóc đồ nó càng lúc càng cực. Lớn là anh phải dắt nó đi ra ngoài luôn á. Ngày hàng ngày phải dắt đi ra ngoài. Ra ngoài làm gì? Cho nó ị chứ vậy, chứ thằng này nó ị như vậy. Bất chất bên nằm đâu. Là sao? Bây giờ có gì vui không? Không có gì vui hết. Không có gì vui thì mày tạo niềm vui đi. Dạ tạo niềm vui. Giờ kêu vợ anh dậy đi, có niềm vui liền. Để coi thử thôi, vợ anh tôi phải đi ý kiến nhau. Coi thử, coi què, nó mệt. Có vui rồi đó, vợ chồng tụ lại rồi đó. Có hoài là có lượng sôi không anh? Không, bà đang có kinh. Anh mới nhận con ruột, con nuôi thôi à. Chừng nào anh làm với bà một đứa là em mới tin là gia đình mới hạnh phúc được, có đứa con. Bà trứng đâu nữa đẻ không? Cô nội. Vậy sao có kinh bà? Bà có kinh kia kìa, bà kinh mới ra, ra bên bằng lỗ đích mà. Vậy xóm là bà nói bà có kinh đó má. Trời ơi, trời có dùng từ ngữ kỳ vậy. Là nóng trong người quá nên bắt đầu bị chỉ đúng không? Cái đó gọi là bị chỉ đúng không anh? Bị ỉa xón á. Ỉa trong quần á chứ mình chỉ đâu chỉ. Ỉa trong quần á. Cũng ỉa trong quần không? Ỉa trong quần là bà xón á, bà đi không kịp á, nó ỉa quần á. Ngay vậy cần vui vẻ lên trở lại. Nên bà nói bà có kinh là vậy đó. Cũng mỗi lần gì chứng gì là anh hốt không hay sao? Hôm qua không hổm làm trên niệm hết bãi rồi. Làm trên cái ga niệm hết bãi rồi đi. Bữa anh đi về quê á, làm ở trên đây rồi mà nó bắn máy bay 5 lần đó. Bắn pháo bông á hả? Là trên niệm luôn hả? Trên niệm luôn. Về tao nói cái nó giặt niệm. Trời ơi trời. Khổ con, khổ vợ rồi. Tôi nghĩ nó gì chứ cũng khổ lắm nè. Cái tao có sung sướng gì đâu. Hai đứa anh đều bồng rồi chi. Ok anh tập lên máy bay. Anh thường lên máy bay dễ lắm hả? Phải phi công mà. Phải phi công có hạng A, hạng B rồi mới lái được đúng không? Hết sách, hết vợ rồi lái được. Không, anh có bằng không? Đem ra cho mọi người coi anh Tuấn. Tao có bằng đâu rồi em? Không phải, khi mà anh lái phi công á là anh đưa cái mặt gì chứ, dán cái hình Lý Thu Thảo, Diễm Trinh rồi vô, hiểu không? Lái cho nó ngon. Vậy chứ cũng còn thường lắm mà. Dọn giặt đồ sau khi gì chứ bắn có bông rồi. Có ỉa cũng phải bốn. Giờ lui về hậu cung rồi. Vậy với gia đình hạnh phúc, anh nhường bà một bước, bà nhường anh một bước thì hai người gặp nhau. Còn nếu không nhường nhau thì gia đình lại lộn xộn, bất hòa. Bà về Hồ Thị Kỷ lại, là anh lại năn nỉ nữa. Nếu mà bà đi được nữa, anh có năn nỉ hay không? Hả? Bà về nhà lần nữa, anh có năn nỉ không? Không. Thôi. Mạnh miệng nha. Thiệt luôn á. Anh kiếm được người nào như gì chứ? Bà vừa đẹp người, đẹp nến. Trời ơi. Hiền hậu. Ok. À, anh biết là ngày xưa bả là ái ly dê sầu có tiếng ở Lăng Ông Bà Chiểu mà anh giờ là hiền hậu vậy rồi anh còn chắc gì nữa. Ê dẫn bả ra ngoài Lăng Ông Bà Chiểu quay clip bả. Trời bả ơi, ăn xin Noel với tới Tây này. Bả ra ngoài là bị người ta bắt đó. Bả thiếu nợ ngoài đó. Thầy đúng hả? Không rồi thì thôi. Bả dẫn mấy đứa kia đi trốn nợ ở đó đó. Ở đó mình ra ngoài Lăng Ông Bà Chiểu rồi lúc tâm bả ta nói ta ở Lăng Ông Bà Chiểu mấy năm trời á. Cái bà nói mẹ ở Lăng Ông Bà Chiểu mà biết ái lý do sao tin Trần Thị Chức. Mình ra ngoài hỏi có tên tao ai cũng biết. Rồi ra ngoài tao nói tên Trần Thị Chức đâu ai biết đâu. Nói ái lý do sao là người ta biết liền. Biệt danh ái lý do sao. Trời ơi. Anh biết vậy mà anh còn nhào vô cứ chứng tỏ là tình yêu của anh rất là mãnh liệt đó anh đó. Em thật em không phục một người đàn ông như anh nữa. Giặt đồ, giặt đạt rồi đổ bô cho vợ, đổ cất cho con. Cái đầu lên cũng không thấy một những người đàn ông lý tưởng như anh Tuấn Nguyễn. Quá lý tưởng nha. Quá lý tưởng.
anh có dự định là Bùi Nhí Bùi biết giờ là nữa không? Không. Vậy thôi chứ hả? Vậy thôi. Sống tới nhà rằng làm tóc rụng luôn á hay vậy? Đem thêm con chó về nuôi nữa, anh cảm thấy như thế nào? Đem thì về nuôi thôi. Rồi ở đây là nguyên sở thú luôn hả? Thành nơi thú luôn hả? Ừ. Nuôi chó rồi. Vậy chứ lúc trước ta cũng nuôi hai con vậy. Mà hai con đó giờ đâu rồi? Ở bên nhà quận Gò Vấp á. Nuôi chó có thú vui gì không anh? Có chứ. Buồn mình nói mình chửi nó đâu, nó đâu chửi mình đâu. Còn người mình chửi bậy là nó chửi là mình đó. Buồn vui gì mình cũng trút lên nó được hết trơn. Vui thì mình nịnh nó, còn mình buồn thì mình quýnh nó. Nhưng mình đâu quýnh lại mình, đâu cắn lại mình. Còn người hôm nay mình có cắn lại á. Em xin lỗi em hỏi cái câu này hơi tế nhị tí xíu nha. Tao sợ cái câu tế nhị của mày lắm. Thì sao? Anh nói là buồn vui rồi có thể chút giận được, ok. Rồi bây giờ anh nuôi con vợ giống như vậy chất thì anh thấy như thế nào? Thì á, tao buồn á thì tao bút. Trời ơi trời. Ông trả bài mày. Bóp là hả? Bóp thôi. Trả bài. Vậy là buồn vui cũng có thể chút giận được rồi. Tươi ha. Tươi. Đi ăn cơm cho ông nội tôi hoài. Chưa đủ liếc. Cho nó hút rồi. Hả? Mới có 10 phút à. Rồi tôi gắng đóng thêm 5 phút nữa ha. Rồi phỏng vấn đi. Phỏng vấn đi ta trả lời nha. Thì cũng xung quanh cái chuyện gia đình của anh thôi. Gia đình tao yên ổn mà đừng phỏng vấn nữa. Anh chắc yên ổn chưa? Yên ổn mà tao giải quyết được. Bây giờ có sóng gió thì anh với bà có chia tay không? Hứa với cộng đồng mạng đi. Không có chia tay đâu. Cho dù có khổ, có dù có sung sướng thì cũng không chia tay phải không? Rồi sau này cái con đàn cháu đóng bả đem mớ chó về nuôi rồi cũng không trách bả phải không? Không. Đem con gì về cũng nuôi hết trơn, không có bỏ. Phương Trần sẽ đem mớ chó qua cho Phương Nguyễn nuôi. Thôi ông nội đem con hay con, ông nội đem mớ qua cho thành sở thú nó hay gì má. Tại vì có nhiều người kêu em là cho chó lắm. Rồi nếu anh Phương Nguyễn có nhu cầu nuôi nữa thì em đem thêm một thôi. Con cho vui. Do có bạn các bè nuôi một con nó buồn. Thôi. Giống như là anh nuôi gì chết xong á là anh buồn, anh kiếm thêm vợ bé nữa là cho nó vui nhà vô cửa. Kiếm ai vợ bé ông nội? Bả tố anh vợ bé hoài kìa. Có không? Con quỷ có yêu nó mới yêu tao chứ ai yêu tao, hà bá nó yêu tao chứ ai yêu tao. Giỡn hoài. Mọi người ơi. Bây giờ anh mở lời đi, em kiếm cho. Trời ơi, tao đang kiếm nè, có hà bá nó yêu tao chứ ai yêu tao đâu. Tối ngày ăn nhậu không mà nghe ai yêu tao. Mẹ ơi. Bây giờ anh cứ mở lời, còn mọi chuyện em lo. Anh mở lời là ok kiếm hà bá như thế nào rồi kiếm người phụ nữ như thế nào thì khoan, anh khoan. Còn còn nha. Không có nó uống nước. Để lên hết nước là chút xíu nó đổ nước cho nó. Mở lời đi. Nói đi nước mẻ. Thì tao mở lời rồi đó, tao đang cô đơn, cần tìm người bầu bạn. À, kết nối yêu thương giống như anh cả vậy đó. Anh cả anh kết nối yêu thương mong cầm có hai bữa anh đi rồi đó. Mày kết nối đi chắc mày ba bữa quá. Ây da trời ơi. Ây da trời ơi. Trời ơi đau vú quá. Anh giờ anh mới nói kết nối yêu thương mà anh kêu đau vú rồi kìa. Anh uống nhẽo rồi kìa. Uống nhẽo không? Nói chịu rồi đó. Uống nhẽo xuống đựng thằng hết uống nhẽo à. Rồi biết không khi mà anh uống nhẽo lên á là đừng bao giờ mà chửi bả. Cứ nựng mà sợ ti bả, sợ là bả rất là vui. Ừ. Cái đó là bí quyết giữ gia đình nữa ha. Ừ, bí quyết đó. Đó. Thì chị em nào mà nghe trên mạng mà muốn kết nối yêu thương với Tuấn Nguyễn thì kết nối nha. Tuấn Nguyễn là cũng mở lời rồi đó, kiếm một nửa yêu thương. Kiếm một nửa thương. Ờ, kết xá mày ra đi luôn đi nha. Kiếm người như thế nào? Nhưng mà bây giờ anh kiếm là người gu sao, con gái con trai? Hỏi đâu em không biết chân. Chứ giờ anh đâu phải là trai thẳng đâu. Tao mày không biết cho tao trai thẳng à, mày hỏi tao trai kiếm gái làm gì? Lộ. Mày biết vậy mày còn hỏi tao, mày hỏi cắt cớ nữa. Hỏi tao khó trả lời quá. Giờ kiếm, ủa mãi vô anh. Ủa anh không phải trai thẳng sao anh nói gì chứ? Lạ.
ta đâu, ta với bà Chức là tình nghĩa, có nghĩa là kim đồng ngọc nữ, Ngô Lan Trúc nữ. Hồi xưa ta với bà là có gieo duyên với nhau và gặp nhau thôi, chỉ có phụng dưỡng bà thôi. Chứ còn chơi là bà, ta cho bà ra ngoài, bà chơi ông năm giây trai. Bữa nào bà tới quá thì bà đi kiếm ông năm giây trai. Anh chị chọc giận bả rồi bả mà bỏ ghiền bả kiếm năm giây trai thôi phải không? Đúng rồi. Ta chỉ có khơ lại cái cảm giác tình dục của bả thôi. Ví dụ như tôi sờ tí, sờ tí, bả sờ chi, sờ bướm bả. Thì bả khơ lại, thì bả có ấy á, thì bả biết tao rồi, bả biết tao chơi bả không được rồi. Là bả đi giao về ông năm giây trai á, ông năm giây trai là bồ của Mộng Cầm đó. Bả với ông, bả với Mộng Cầm là cùng một chồng. À, vậy là anh tìm người bầu bạn, tìm bạn Quý Phương là tìm một người đàn ông đúng không? Ừ. Là độ tuổi khoảng bao nhiêu anh? Có anh Tony gì đó. Có anh Tony đó. Anh Tony, anh có coi cái clip này. Anh nhớ tiền đến đây anh, anh Tony. Anh Tony. Ôi, anh Tony ơi. Chớ đăng clip lên sớm sớm nha, anh Tony, anh coi đến nha, để anh kiếm anh nha. Anh kiếm em định dắt Thùng Mi qua, anh tỏ tình yêu thương với em nha anh Tony. Đó, vậy là coi như ảnh chốt anh coi này rồi nha cả nhà. Đó, thì ra cuối cùng là bữa giờ ảnh im lặng. Im lặng để anh coi tin này ảnh có làm sao. Anh kết cái gu anh coi này rồi. Rồi, anh đụng clip rồi, qua bển rồi đó. Rồi, thôi còn cũng xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà.